Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga ở thành phố Rostov-on-Don. Trong chuyến thăm, ông Putin được thông báo về hoạt động quân sự đặc biệt. Trên đường trở về từ Perm, Tổng thống Putin đã tới Rostov-on-Don và thăm sở chỉ huy của lực lượng vũ trang. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 20 tháng 10, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Nga đã có các cuộc trao đổi với các chỉ huy quân sự. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã thông báo cho Tổng thống Putin về tình hình hiện tại ở khu vực chiến sự quân sự đặc biệt. Nhóm lực lượng phối hợp đang hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Gerasimov báo cáo. Đây là chuyến thăm thứ tư của Tổng thống Putin tới Rostov-on-Don, thành phố cách biên giới Ukraine chỉ 100 km. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của quân khu phía Nam, đơn vị chịu trách nhiệm chính về hoạt động quân sự ở Ukraine.